Vâng, chào chào Mến Duy nhá. Chuẩn bị đưa lên rồi đấy, thầy đang tập trung nhân lực và vật lực phun khử khuẩn. Chắc là đào được hết ra rồi mọi người ạ. Đâm ra là đang phun khử khuẩn với các thứ, sáng nay đã phun một lần rồi. Bây giờ lại phun lần nữa, chắc là lần này là đưa hết ra được thì là phun rồi. Mọi người chỉ đợi khoảng 5-7 phút nữa thôi là sẽ đi qua đây. Em sẽ quay cho mọi người cận cảnh nhé. View cao mất ngờ. Mến chào Hùng Nhi à. Mến chào anh Hải Nam nhé. Chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé. Cảm ơn mọi người nhé. Hố này tiêu được mấy người? Hố này vẫn đang mở rộng cơ ạ. Hố này vẫn đang mở rộng tiếp tục thì hiện tại là đã thấy được một nạn nhân rồi. Còn chắc là mở rộng ra thì mong rằng sẽ tìm thêm được các nạn nhân nữa nhé. Vì theo tập tính của người mọi người chạy nạn ấy, người ta sẽ chạy theo một đường ấy, chạy theo một hàng, một đường thì có thể là rất có khả năng cao là sẽ tìm thêm được các nạn nhân còn lại. Mong rằng là như vậy thôi. Chuẩn bị thành miến chào cả. Vâng, em chào chị Thủy Lễ nhá. Tìm được người rồi mọi người nhá. Tìm được người rồi, bây giờ đang lên, đang đưa người lên đã. Đợi để đưa người lên, bây giờ đang tắm rửa cho các nạn cho nạn nhân đã nhá, rửa giấy nạn nhân đã. Làm sao tôi cần năm mới chứ đó là phải. Anh Hùng ơi, anh Thới bao nhiêu tuổi à? Cái này thì mình không hỏi rõ anh Thới đâu, tại hôm trước anh mình có nói chuyện với anh Thới thì anh ấy chỉ ậm mấy ừ, xong anh ấy có nghĩa là mình bảo là mình gửi cho anh ít quà thì anh cũng chẳng cầm, anh chẳng gì cả, anh cứ ngồi thế, anh cứ nhìn đi đâu thế. Xong chị gái chị đến nói chuyện, em mình có nói chuyện với chị gái nhá, chị gái chị anh Mến tại anh Thới thôi. Ồ, đưa càng xuống rồi nhá mọi người nhá. Mình cũng không rõ là anh Thới bao tuổi đâu. Đó, đây là Cáng đây nhá mọi người nhá. Bắt đầu đưa lên nhá. Anh Thới 33 tuổi, ok, cảm ơn mọi người nhá. Thới 32 à? Đó, Thới 32 nhá. Mới đưa Cáng xuống đó. Ôi. Tiếp cận đi chú à, đợi tí nhá. Vâng vâng, tí em vào bây giờ, đợi tí để xem đưa lên đường nào đã. Đưa lên đường nào em sẽ tìm cách tiếp cận, như bây giờ chưa biết là đi hướng nào. À, đi ra thấy chỉ chú bộ đội chỉ tay là đi ra ngoài rồi. Thế là chắc là đi ra ngoài nhá. Mọi người đợi một chút, sắp lên đến đây rồi. Còn hơn chục nạn nhân nữa cơ. Đây, tại vì không biết là chỗ này đang lên được bao nhiêu người, nên là không dám chắc. Đợi một tí nhé, xem là hôm nay là tìm được bao nhiêu người đã. Thôi mọi người không phải tặng quà em đâu. Còn nếu đã tặng rồi thì em nhận thì em xin cảm ơn. Vẫn tặng cảm ơn lòng tốt của mọi người tặng quà thôi. Nhưng mà tặng em tí nữa mà xuống like lại nhắn tin đòi quà là em chịu chết đấy nhá. Còn em vẫn bảo là là có thể dùng tiền đó để cho các nạn nhân xấu số hơn, kém duyên, kém may mắn hơn em nhé. Không dưới 10 người đang like à? Đó, cũng nhiều người like lắm. Đó. Nói chung là rất nhiều người like. Đâm ra sâu lắm đó. Sâu mà. Sâu mà. Cái xe dưới đây luôn. Sâu bay rồi. Hy vọng là thì sâu có thêm nhiều. Dưới đây là cái một cái mỏng. Không chưa nhắn tin xin lại. Không, 6 giờ sáng. Sợ nhất là các bạn gái lại nhắn tin anh ơi cho em xin lại bông hồng thì. Nhà bên kia nhắn đây. Chết giờ. Đánh này hả? Bên kia nhiều nhà. Cho nên là nó đẹp.
chị tiền kia là nhiều nhà lắm đúng không? Nhiều. Anh lái xịn ghê à? Sập lại nhiều không ném điện thoại. Vào mà không lag nhỉ. Vâng, nói chung là em nói rồi mà, em anh em nhà 4G mà. Ngày xưa ấy, lúc mà còn anh em nhà 3G mà chưa dỗi nhau ấy, lúc đấy còn nó hay lag thôi. Từ đợt mà nâng cấp quan hệ toàn diện với nhà 4G là có ok luôn nhỉ. Bé Phúc đi học chưa về đâu. Hiện tại là bé Phúc đi học chưa về đâu nha. Nạn nhân tên là gì? Thấy người ấy, đúng rồi, tìm thấy người nha, đang đưa lên đó. Đây đang vừa cho càng xuống rồi để đưa lên và đưa qua chỗ trước mặt chúng ta đây nhá. Thì đợi một tí đi qua đây thì em sẽ quay xem là được tận cảnh như thế nào thì em gửi mọi người cho mọi người xem nhá. Kêu gọi mọi người follow đi anh nhá. Mọi người thế nào mà phải follow? Follow làm gì cho nó mệt người, cứ xem là được rồi, cứ phải follow làm gì. Em dùng mạng gì thế? Em dùng Viettel nhá. Em dùng Viettel đấy ạ. Nhưng mà em dùng gói của em là hơi cao. Với lại em, anh em với lại nhà Viettel mà. Mọi người cứ hỏi. Sẽ chờ anh học tiếng không? Không phải đâu nha mọi người nha. Làm sao kia? Đưa máy lên cho máy đưa lên á. À, đang tìm đường lên. Bây giờ chưa biết đi đường nào. Mọi người phải đợi tí nhá, để xem là họ các chú ý đi đường nào nhá. Cái gì tắt khi mình quay dần thì bắt đầu mình đừng quay mặt ai nha. Chỉ quay nước thôi thôi. Đó là này xem yên nhất không ra là để khi mặt ta hết để xem đưa lên nào. Anh là bắt đầu đưa lên hay sao ta? À, đưa người xuống để khiêng. Đưa người xuống để khiêng nhá. Nếu có đồ nặng nữa. Ông nào nói to đi, ông mến chào quý vị. Ông có kênh YouTube mà cứ mến chào quý vị ở các bạn này. Đó ông đó. Tóc rụng rồi, vâng. Nói chung là cứ thấy được người là tốt rồi, còn tóc tiếc thì cũng chẳng quan trọng lắm đâu. Chúng ta thấy được người là tốt lắm rồi. Cho ông quận băng dính nhá. Mọi người anh. À, hôm nay thì đang nên đặt tăng tạm thời thì đến một người nhá. Còn chưa biết là thấy nam hay nữ, chưa xác định được danh tính đâu. Đang đợi đưa lên đã. Và chắc là bây giờ thì người dân ở dưới kia, khu vực mà nhìn thấy thi thể ấy, là người dân ở đó sẽ có vẻ là sẽ xác minh được danh tính rồi. Nhà bọn em là người quê khác đến đây chưa thể biết được đâu. Tí nữa sẽ phải đợi hỏi các người dân ở đây thôi. Mọi người đợi một chút nha. Trên này nắng không em, nắng lắm ạ, nắng vỡ đầu luôn. Em zoom to hết cỡ để mọi người ạ. Thấy người rồi hả? Vâng ạ, nói chung là thấy người rồi ạ. Thấy người rồi nhá, đang cố gắng đưa lên, chắc là nó gặp cái vấn đề khó khăn gì đó, chúng ta phải đợi thêm thôi, chúng ta ai cũng...
cũng sốt ruột, mà kể cả là các người nhà của các nạn nhân cũng sốt ruột đấy, nhưng mà lực lượng chức năng đã làm hết sức rồi, cũng mệt mỏi lắm. Hôm nay còn định làm thông trưa cơ, xong rồi thì không biết là liên quan đến giờ ngọ rồi ngủ gì nên là phải nghỉ đấy. Kia là dòng suối, vâng ạ, ở đây là có dòng suối mà, đây đây có dòng suối đây này mọi người, đây là dòng suối đang chảy đây, em zoom bớt lại cho mọi người một tí, mình xem nó đưa tức mắt, đây là dòng suối nhá, đây là đây, như là phải làm sao ấy, đang bị mắc cái gì đó mà đưa cáng xuống rồi, nhưng mà đưa cáng xuống rồi nhưng mà không thể nào mà đưa người lên được, không ạ. Thấy thấy anh Pháp Bình anh đang chụp anh coi cái gì đó, đang ở đúng không? Anh dùng Samsung à? Không, mình dùng iPhone nhé. Đây là iPhone nhé. Không ấy tặng cọp đi. Vớt chữ đi là không bị che. À, đúng rồi, vớt chữ đi. Mọi người vớt chữ không không đọc bình luận đấy. Vớt bình luận sang một bên là nó sẽ không bị che đâu. Ông mến nói to ghê à. Tí nữa nha, làm mến. Tí nữa mến hùng chào quý anh chị và các bạn nha. Thấp điện thoại xuống. Thấp hay cao? Tay một số bộ đội về ở nhà văn hóa. À vâng, tí nữa, nhưng mà đi từ nãy rồi. Em định ra chia tay đứa cháu ở ngoài đấy nhưng mà em không kịp, vẫn đang phải like ở đây. Mà nó bảo đầu giờ chiều nó đi luôn rồi. Muốn ghi lại những cái hình ảnh mà các chú bộ đội chia tay người dân ở đây. Người dân còn mang quà đến tặng mà. Thật ra là mình muốn ghi lại những cái hình ảnh đẹp để lan tỏa, nhưng mà bây giờ là mãi mọi người gọi điện quá trời. Gọi bảo là anh ơi anh like đi nào thì anh ơi giúp em việc này, anh ơi giúp em việc kia, đâm đâm nhiều việc của em không thể nào mà phân vương, không em không có thật phân thân, nếu không là em làm được hết mọi việc. Lại một phút quảng cáo mà thôi, bọn này đang hồi hộp, bọn này đang gây cấn nên là không quảng cáo đấy nhá, tí nữa quảng cáo xong cưới ở trong đó rồi người kiếm được người nào chưa? Đây đang kiếm, đang đưa lên đây rồi. Đây mọi người đợi nhá, đưa lên nhá. Đây, đang bắt đầu đưa lên này. Thế này mai còn tìm nữa không? Còn tìm nhá, mai vẫn tìm nhiều nữa ấy. Mai vẫn còn nhiều lực lượng tìm lắm ạ. Trong đó thì có không còn các chú bộ đội nữa thì lại chuyển sang các chú công an nhá. Các chú công an, ồ, vừa múc cái quần lên nhỉ. Mọi người có để ý cái máy xúc vừa múc cái quần không? Xem được chưa, giờ lâu thật đấy. Em cũng sốt hết ruột ra đấy. Sắp 3 giờ, nơi 2 rưỡi rồi mà vẫn chưa đưa được lên đây này. Mà sốt ruột. Chính kể cả là cái người còn quất ấy. Người, cái người mà cái thi thể đấy á. Người ta có khi cũng sốt ruột đấy. Tại vì là mãi không lên được. À, lúc đó tôi mà quay máy xúc đâu mà để ý nhá. À, lúc đó em nhìn thấy trên tận mắt em thôi, nhưng mà mọi người đen, tại vì là em zoom điện thoại lên đấy, zoom điện thoại lên mà mỗi là mà đưa nhẹ cái điện thoại phát là nó đi tận đâu rồi á, nên là em không thể đưa điện thoại được, điện thoại chỉ để một chỗ thôi. Đi điện thoại anh đèn thế á, còn 56% nha. Lúc nãy mình có cái sạc nhanh ấy, mình nghỉ like một tiếng cho mình sạc từ 25% mày sạc phát lên lại lên 80 mấy%, like suốt từ bây giờ lại còn 56% rồi. Mến nói nhiều quá, ok đấy, để mến bớt mồm lại tí, mến quen nữa rồi, ở nhà mến hay nói lắm. Đây là có Sài Gòn New à? Sài Gòn New là thấy nổi tiếng phết. Đúng rồi. Sẽ lên đọc ăn hồ sống.
Mến nói rất dễ nghe. Cảm ơn mọi người nhé. Thì Mến lại bắt đầu phát cái đài của Mến đây. Đài của Mến nói nó đã nói là nói một lèo nó khó ngừng lắm. Nói liên dài lê thê luôn đấy. À có vẻ có mùi nhá. Các anh kia có vẻ có mùi quá, các anh ấy bỏ chạy kìa. Thấy anh ấy che mũi bỏ chạy, mấy anh ấy xúc anh che mũi anh bỏ chạy. Vâng, thấy người rồi nhá. Rác mà nó sâu thẳm trong con người là buồn. Thì nó một chút cho khỏe. Ở đây hiện tại là chắc là nó đang vướng một cái gì đó, hoặc là nó thế nào đó, tử thi có thể là thế nào đó. Đâm ra là vẫn chưa đưa lên đâu, cho vào cáng rồi, vẫn chưa đưa lên mọi người ạ. Lắc điện thoại nữa. Vâng, vâng ạ. À, nói chung là em sẽ rút kinh nghiệm không lắc điện thoại. Thôi em không quay đi đâu đâu, bây giờ cứ quay ngược quay xuôi, tại vì zoom mà zoom to mà nhân đến 3x 2 3x thì lên đưa đi 1 mm là nó đã sai tận đâu rồi ấy, nên là nó rất đau mắt mọi người. Nên là thôi em để em quay một chỗ này đã, xong lát nữa thì em sẽ quay thêm. Có các cái TikToker à, hay là có YouTuber nổi tiếng hay sao mà thấy mọi người cứ xuống lại chụp ảnh nhỉ? Xác em phân hủy à? Nói chung là em mỏi tay lắm, tại vì cầm ở trên tay mà. Chứ có phải là mà không có cái cây gì để được. Tránh cái tán cây đi ông nội. Anh đấy vị trí này nhé, ok nhé. Làm nào để khóa tay lại được nhỉ? Cảm ơn mọi người nhé. Nói chung là chúng ta cứ tương tác với nhau cho nó vui thôi, chứ còn thì kệ đi. Mình nói chuyện cho nó vui thôi. Còn ai nói gì thì kệ. Nguyên vị trí này. Vâng, đưa lên bây giờ đấy, bắt đầu đã kiểu như chắc hình như là có mùi nhiều, đốt nhang nhiều lắm rồi. Và mình ở cô bên kia mượn cái bờ vai, em cũng muốn mượn bờ vai ai lắm nhưng mà sợ vợ đấm. Nhiều quá, em nói nhiều đến nỗi điện thoại em nó muốn điếc cả tai luôn đấy. Điện thoại em nó vào tai nó muốn điếc luôn. Bạn cố gắng giữ điện thoại đi, được rồi, để em tì cái điện thoại của người em này thì khả năng nó sẽ được lâu hơn. Nói chuyện cho khỏi buồn ngủ, đúng rồi ạ. Nói chung là đợi thì chúng ta phải đợi thôi, đợi lên một tí nhá, chúng ta cố gắng đợi đi, sắp lên rồi. Lên thì xem là nam hay nữ, cũng mong rằng có thể là mẹ bạn Phúc nhá, hoặc mẹ bạn Phương. Hai bạn cũng khá là tốt, biết đâu được mẹ bạn Phúc hay mẹ bạn Phương thì nó cũng vơi bớt đi cho các bạn những cái nỗi đau nỗi buồn đi. Các bạn còn quá nhỏ, còn quá mà chưa biết một cái gì trong cuộc sống mà đã mất mẹ rồi thì nó khổ lắm. Xem mọi người thông cảm một tí. Tìm thấy một người anh ơi, hiện tại là thấy một người thôi nhá. Vì là cái này thì cũng mong rằng là sẽ có nhiều người hơn. Sau cái tìm được cái người này thì sẽ tìm thêm được nhiều người. Vì là cũng nghĩ là đây này, khi mà chạy nạn ấy, người ta sẽ hay chạy cùng nhau. Thì có thể là chỗ này nó sẽ là một cái điểm mà rất nhiều người loanh quanh ở khu này, tìm được ra một người, nó cũng như ra một manh mối. Đến có thể buổi chiều sẽ tìm thêm được những người khác nữa, mong rằng như thế thôi. Chứ
lần đâu, vì đây nó mênh mông bát ngát lắm. Cảm ơn mọi người nhé. Nói chung là em cũng để nói tay em cũng tê kiên trì đấy, tập tê cứng hết rồi, nhưng mà thôi chúng ta vẫn làm ấy mà cho tất cả mọi người cùng xem. À không, đúng chỗ lá cọ giống cầm điện thoại quay vậy. Lá cọ đâu nhỉ? À không, đấy nó không được quay đâu. Ông đứng chỗ lá cọ này gì không được quay đâu, ông cầm điện thoại chắc là ông chụp chết thì thôi, không được quay đâu. Khu vực đấy công an là cấm quay mà, với lại con người phải có ý thức chứ, ai lại đi quay người xác chết lên mạng xã hội phát trực tiếp được. Như thế nói chung là nó hơi quá, nhưng cái đấy là không vui mà nó không không lịch sự. Phú Thọ, đúng rồi, em xin lê anh ơi, em Phú Thọ nha, em quê ở Phú Thọ. Anh lại nhắc đến Phú Thọ em lại xong quảng cáo nơi đấy. Thôi đang kịch tính, đợi tí em quảng cáo sau nhé. Chơi phơi hôm nay thì để sau phơi, mà lúc nào nó mà ẩm mà mọc mầm người ta lại mang ra ruộng ta gieo, cứ yên tâm. Dạ vâng, được, vâng em cảm ơn, xin mọi người thông cảm nhé. Chào đúng 19, chào chị Nam Trang nhá. Nói chung là hôm nay có những người thức thâu trưa ấy, có những bác nhiệt tình thật, bác cái xem bác cũng hóng cùng với em nhiệt tình quá. Buổi trưa bác cũng gọi, bác bảo lên cho hay, lên like nhanh lên. Mà cũng phải nghỉ ngơi một tí, em ăn uống xong em mới lên like được. Bạn là người đứng đầu rồi, bác em cảm ơn mọi người, cho mọi người cũng quý. Khả năng là có thể là cái nạn nhân này vẫn đang bị mắc kẹt vào cái gì đó. Đây này, sao lại đưa dây kéo cái gì lên ấy? Mọi người thấy cái dây kéo gì lên không? Kéo cái gì lên ấy? Cái máy xúc nó vừa có cái dây lòng hoàng lòng hoàng là kéo gì lên ấy? Chào Thanh Đa Phú Thọ nha. Chào 65 Cần Thơ nha. 62 Long An nha. À, dây điện à? Ờ, như là mắc vào dây điện hay sao ấy, đâm ra không đưa lên được. Bây giờ mới đưa dây điện lên được. Từ sáng á. Chào 66 nhá. À, bị kẹt cái cống á. Ờ, khổ thân thế nhỉ. Nói chung là vì là nó tràn, lũ nó tràn về ấy, có rất nhiều đồ đạc. Có thể cái này cái kia là còn có thể là đá, đất đá nữa. Mà chèn nó đè lên, nói chung là thịt ta nát xương tan rồi. Nhưng vẫn may mắn là ta tìm được thấy xác rồi là tốt rồi. Bây giờ thấy xác thì có thể là an nghỉ được rồi. Người nhà cũng đỡ bớt lo lắng đi, đỡ khổ. Anh K
xe kiểu như đang quay, không phải quay đâu. À, có thể là ghi lại video thôi. Hôm trước bạn ấy bảo là bạn ấy đấy, anh nghe giọng anh ấy. Tí đi em cho anh lên. Phương ấy, bạn bị mất mẹ đấy, mất nhà. Thế nhưng mà bạn ấy hôm trước bạn ấy có nói với mình ấy là bạn ấy mất cả cha. Thế hôm trước thì mình đã nói chuyện với cha rồi, nhưng mà chưa mất, nhưng mà mình cũng quên, mình chưa xóa cái đấy, nhưng mà mình đã đính chính lên rồi. Chưa mất cha thì tí mình xóa cái video đi, vẫn còn cha thôi, chỉ mất mẹ mới mất nhà thôi mọi người nhá. Chào 79 nha, chào 67 nha. Bỏ cả việc à? Ôi, mọi người ơi, mọi người vừa làm vừa xem nhé, đừng bỏ việc. Mọi người xem mà vì hóng cao quá mà lại ấy. Mẹ Phúc thấy chưa? Mẹ Phúc chưa thấy đâu ạ. Mong rằng là có thể ở đây là mẹ Phúc chẳng hạn. Chào 29 nha, chào 63 nha, 60 47 37 nha, 92 88 nha. Cảm ơn mọi người nha. Nó đang bị vướng cái gì ấy, đang bị vướng cái gì, mọi người đợi em một chút nha. Mọi người em đợi em một chút nha. À, bắt đầu lên rồi, có vẻ là bắt đầu lên rồi. Hồi lâu ghê. Mong rằng là đưa người này lên thì sẽ tìm thêm được các nạn nhân xung quanh khu vực này nhé. Vì là khu vực này hiện tại là ấy. Mong rằng là khi mà chạy nạn ấy, người ta chạy túm tụm vào nhau thì sẽ tìm được một người, sẽ ra được nhiều người nhé. Nó là cái manh mối. Mày không hình rồi à? Vâng đây ạ. Người bị mắc vào cống à? Thế thì chắc phải một lúc nữa rồi. Cũng đang giải cứu từ trưa hôm nay mãi không thấy ra được, khó khăn quá nhỉ. Chính vì mắc vào cống nên là nó rất là khó khăn. Ở đấy mắc vào cống là cây cả, một cây kia rác, bao nhiêu rác một cây ấy mọi người ạ. Thế thì bây giờ phải làm thế nào để giật được ra? Cái đấy là khó đấy ạ, vì là nó mắc vào cống mà. Ngay trực tiếp mọi người nhá, Nam Sa nhá. Còn bao nhiêu người nữa? Không biết là chỗ này là thấy một người, nếu mà thấy một người thì là còn 10 nhá. À, còn 10 nhá. Thấy một người thì còn 10 người nhá mọi người nhá. Anh xuống đấy coi đi thôi, quay vào, nói chung là mình quay thì được nhiều người quý mến ấy, nhiều người xem ấy. Bây giờ đưa thi thể người ta lên mạng xã hội ấy, nó làm cái gì nó không được lịch sự ấy, không được. Tí nữa mình có thể mình qua đây thì mình quay cái đoạn chân tay hay cái gì đó thôi, một chút thôi. Thế nhưng mà bây giờ mà đưa cả thi thể người ta lên nó ấy đấy, nó bất lịch sự đấy. Cái lương tâm mình không cho phép đi làm những việc như thế, mọi người thông cảm nhé. Thì còn 11 người nữa mà. Thì tổng là mất, tổng 12 người mất tích. Hiện tại là có 12 người mất tích, hôm trước 13 người mất tích. Thì thấy được con anh Thới rồi, là còn 12. Hôm nay thấy được một nữa thì còn 11. Hay là lúc nãy em lại nói nhầm gì à? Tại vì em nói nhiều quá. Rồi, em xin lỗi nha.
chết nhá. À, 56 người chết, còn 11 người mất tích. Nếu mà tính cả tổng đã mất tích và chết thì là nó là 77 người nhá. Em chào Ngô Thân nhá, chào mọi người nhá. Tóm lại còn bao người không? Tóm lại là bây giờ còn trừ người này ra còn 11 người nhá. Đó, mọi người ạ, trừ người này ra là còn 11 người. Biết đâu vậy, thì mình thêm vài người nữa thì nó chỉ còn vài người thôi. Mong rằng là như vậy. Đây là một cái manh mối để tìm thêm được các nạn nhân khác. Và cố gắng làm sao là tìm được hết các nạn nhân càng sống càng tốt. Đúng rồi, mà đỡ khổ cho người ta được siêu thoát. Năm 56 và 11, 77 là sao? Em nói chung là em cộng thì nó đang bị hơi lẫn lộn thứ mọi người không nào. Còn 6-7 người thôi. Còn 6-7 người thôi, còn 14 người bị thương nhá. Hiện tại là 14 người bị thương thì cũng một vài người đã được chuyển về viện rồi. À, được xuất viện rồi, còn một vài người là vẫn còn bị nặng, vẫn đang nằm viện ở viện đa khoa nhá. Của tỉnh nhá. Vâng, tóm lại là còn 11 người. Đó. Có bị vướng bận gì đó đấy ạ. Có mắc cái cống vẫn chưa ra được. Suốt từ nãy giờ cố gắng giải cứu nhưng không vẫn chưa có ấy, chưa có tiến triển gì đâu. Lâu quá nhỉ. Quay xưa đi anh ở đây, chính giữa đây. Chính giữa luôn nha. Xuống coi đi anh. Thôi, mình ở đây thôi. Mình không xuống đâu. Mọi người thông cảm cho mình một chút. Hình như là đưa dây vào kéo hay sao ấy mọi người ơi. Thấy bắt đầu buộc dây rồi hay sao kia. Không được dây, những người đang phân hủy làm sao nhỉ? Một dây không biết. Zoom nhỏ lại xíu ấy. Đó. Zoom to quá nó sẽ bị vỡ hình nhỉ. Zoom này trong tí nữa mà sắp lên thì mình zoom cận cảnh sau. Chứ nó sẽ dễ vỡ hình lắm. Được rồi, đâm là máy này di chuyển sang đường khác để tiếp cận cái theo hướng khác rồi. Đây này, máy này đi hướng khác để tiếp cận rồi. Em không biết có liệu có lên được không thôi.